Bên trong căn nhà rất là lạnh lẽo các bạn. Lạnh kinh khủng luôn. À, các bạn biết mình đang ở đâu rồi đúng không? Mình đang ở nơi mà mọi người đã nhiều lần yêu cầu mình đến. Đây là căn nhà của vụ thảm sát bằng búa, Willy Cass The Axe Murder, là một trong những căn nhà rùng rợn nhất trên nước Mỹ. Đây là toàn cảnh phòng khách của căn nhà, nơi mà hung thủ đã để chiếc búa giết 8 người nhà của nạn nhân. Kế bên á, là một... Mình rất là khó nói cái từ này lúc này. Hai bao bacon, tức là thịt xông khói. Không biết vì sao hung thủ làm như vậy. Đây là hiện trường của vụ án năm xưa. Đây chính là chủ nhà các bạn, hai vợ chồng và hai đứa con gái. Thật sự thì lúc này là Forbes lên da gà rất là nhiều các bạn ha. Không biết có đủ tinh thần lẫn trí nhớ để chia sẻ câu chuyện với mọi người hay không nữa. Hung thủ đã từng ngồi trên cái ghế này sau khi gây ra cái vụ án mạng giết 8 người. Bây giờ mình sẽ lên lầu, nơi mà người dân trong thành phố lẫn cảnh sát đã nghi ngờ hung thủ xuất hiện, cũng là nơi đáng sợ nhất của căn nhà. Căn nhà này không có tầng hầm các bạn nha. Nó có xây thêm một cái tầng hầm để chứa đồ sau này, nhưng mà đó là sau khi cái vụ thảm sát. Còn trước cái vụ thảm sát thì căn nhà này không hề có một cái tầng hầm nào cả. Thành ra chúng ta chỉ ở lầu 1 và tầng trên mà thôi. Forbes không được quyền xuống dưới tầng hầm vì nó không có liên quan đến câu chuyện. Nếu trong cái video clip này mà Forbes có bị trật, bị sai cái gì mong mọi người bỏ qua. Tại một mình mà ở trong một trong những căn nhà đáng sợ nhất nước Mỹ thì chắc chắn là tinh thần của mình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Wow, đây là quần áo của chủ nhà hồi xưa nè. Nó toát lên một cái vẻ lạnh lùng các bạn. Mình chưa bao giờ mà cảm thấy nó mình lạnh sống lưng như thời điểm này mọi người ha. Đây là cái giường mà hai người chủ nhà đã bị thảm sát. Tất cả mọi thứ đều như hiện trạng của năm 1912. Chỉ có điều những thứ mà nó cần phải sửa chữa thì nó sẽ sửa chữa. Chứ cái ra và cái gối là vẫn thuộc về của chủ nhà. Chủ nhà chết vào năm 43 tuổi, còn vợ của chủ nhà chết lúc 39 tuổi. Đây là những di vật cuối cùng của hai người khi còn sống. Theo lời của cảnh sát thì hung thủ xuất hiện từ vị trí này. Đây. Đây chính là cái gác mà hung thủ đã trốn. Thật sự cái gác này rất là khó chui vào và chui ra các bạn ha. Này, các bạn sẽ tự hỏi mình là những con búp bê này đâu ra. Những con búp bê này là của những nhà YouTuber. Họ đến đây, họ dùng để làm những cái điều mà là cầu hồn, cầu vong gì đó. Rồi họ bỏ đi, họ để như vậy luôn. Chứ cái này không có thuộc về chủ nhà. Có những cái đồ đạc nó không có thuộc về chủ nhà trong căn nhà này. Nhưng mà nơi đây là cái nơi mà thủ phạm đã trốn. Sau đó hắn ta bước ra lúc chủ nhà đang ngủ. Tức là y như cái tư thế mình đang đứng vậy nè. Hắn ta ngồi như vậy á, trong khoảng vài tiếng đồng hồ. Sau đó khi mà chủ nhà ngủ rồi á, thì hắn ta cầm một cái đèn dầu. Thì bây giờ mình có cái đèn pin trên đây, cái đèn flash. Thì hắn ta bắt đầu bước ra. Đây, bước ra như thế này. Cái cửa này rất là hẹp các bạn ha. Cực kỳ hẹp luôn. Đây. Thì hung thủ phải là một người cực kỳ nhanh nhẹn, hoặc là một người tầm thước trẻ và nhỏ con. Chứ một người bự thì không thể nào mà qua cánh cửa này dễ dàng được hết. Forbes cao 1m77 các bạn, mà bước qua cái cửa này cực kỳ khó khăn. Sau đó hung thủ tiến vào và cầm một cái búa. Cái này không phải cái búa các bạn nha, mà mình chỉ thí dụ thôi. Và tặng cho chủ nhà
Một nhát thiệt mạnh ngay đầu khiến chủ nhà không biết chuyện gì xảy ra và anh ta chết tại chỗ. Không, xin lỗi các bạn. Sau khi mà thủ phạm bước ra căn nhà đó, thì hắn ta với cái ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh chủ nhà đang ngủ cùng với vợ. Sau đó tiến xuống tầng dưới để xem xét tình hình có bao nhiêu người. Hình như có ai dưới nhà. Mình nghe tiếng. Wow, có nghe tiếng rõ ràng luôn. Xuống liền. Kiểu này tra tấn thoát tim chết á. Mình nghe có ai ở dưới nhà. Lên lại các bạn. Thì cũng quên lại câu chuyện nha. Sau khi mà thủ phạm bước ra từ cái gác á, hắn ta nhìn xung quanh hai vợ chồng đang ngủ, rồi bước xuống lầu xem dưới lầu có bao nhiêu người, rồi vòng lên lại như mình vậy nè. Và tặng cho hai vợ chồng mỗi người mỗi nhát, chết ngay tại chỗ không kịp ngáp. Theo một số người nói á, là người vợ có một chút phản ứng nhưng mà còn mơ ngủ, cô ta vừa cảm nhận được là cô ta chết luôn. Tiếp tục sau đó thì hung thủ bước vào phòng của bốn đứa con của chủ nhà và giết hết toàn bộ những người trong căn phòng này. Và bốn em bé này chưa có ai tròn 10 tuổi. Rất là ác độc các bạn nha. Cực kỳ dã man luôn. Sau khi giết người xong á, thì hung thủ lấy cái khăn này nè, treo lên các tấm gương. Đây, chính cái khăn này nè. Và hắn ta cũng che lại tất cả các màn cửa sổ luôn. Màn cửa sổ thì mình biết là do hung thủ không muốn người ta nhìn vào từ bên ngoài, nhìn vào bên trong. Nhưng mà những cái tấm khăn mà che những cái tấm gương thì mình không hiểu nổi hung thủ có ý gì. Rất là quái đản. Và đây là cái tấm khăn mà họ đã xin lại, giặt lại và sử dụng nó. Còn cái đèn dầu nữa nè. Thì hung thủ bước ra từ cái gác á, thì cầm một cái đèn dầu và cầm một cái búa. Sau khi giết tất cả là 6 người thì hung thủ lại chạy xuống lầu 1. Hung thủ bước vào căn phòng này là nơi có hai đứa bé là bạn con của chủ nhà ngủ qua đêm. Và hắn ta tặng cho hai đứa bé mỗi người một nhát búa. Chết không kịp ngáp. Nhưng mà nếu mà như vậy thôi thì có gì đặc biệt không? Sau đó hung thủ lại quành lên trên lầu trên và đập nát gương mặt của chủ nhà. Tất cả là 30 vết búa khiến gương mặt của chủ nhà không thể nào mà xác nhận được nữa. Tức là bấy nhầy luôn á. Rồi làm điều đó y chang như vậy với con và vợ của chủ nhà. Sau đó tiếp tục xuống lầu 1 là nơi mình đang đứng á, và làm điều tương tự với hai đứa bé. Tất cả nạn nhân đều nát bấy khuôn mặt. Tiếp đến, hung thủ dùng một cái thau mà đến bây giờ người ta vẫn không biết là cái thau máu hay là cái thau nước. Hắn ta để trước nhà, để trước phòng khách là nơi này, dùng để rửa tay. Sau đó ngồi nghỉ ngơi và bỏ đi một cách yên tĩnh và im lặng. Đó là lý do vì sao mà cái vụ án The Axe Murder trở thành một trong những vụ án khét tiếng lạnh lùng nhất của nước Mỹ. Để các bạn xem nè. Đây là hình của chủ nhà và hai đứa con khi còn sống. Những di vật và những di tích còn sót lại.
thì chúng ta phải lên lầu một lần nữa. Mà nói thiệt với các bạn luôn, mình không hề thích lên lầu. Cảm giác nó rùng rợn ghê quá. Đây là... chắc là nơi để những đồ vật dụng trong gia đình. Lâu lắm rồi. Cảm giác rất là đáng sợ các bạn. Đây nè, cũng y chang vậy luôn nè. Một cái tấm khăn để che cái gương đi. Ở dưới đó cũng có một cái luôn, lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người xem. Tức là không biết hung thủ lấy những cái khăn này từ đâu ra, từ nhà của chủ nhà hay là hắn mang theo để hắn che lên những cái tấm gương sau khi hắn gây án. Giết người bằng búa đó, nó đã có từ rất là lâu. Nó không có phải là nó xảy ra đầu tiên tại thành phố Villisca. Sorry, lúc này mình nói cái tên không chính xác nữa. Vì sao cái vụ thảm sát này nó trở nên cực kỳ nổi tiếng trên nước Mỹ nói chung và tiểu bang Iowa nói riêng? Tại vì nó xảy ra tại một cái thành phố chỉ có 2.000 người, rất là ít dân, và là một trong những thành phố hiền hòa nhất trên nước Mỹ. Con người ở đây cũng rất là hiền hòa, ít dân, không có bon chen với đời. Nhưng mà nó lại xảy ra một cái vụ thảm sát tới 8 mạng người, trong đó có 6 trẻ em và 2 người lớn, và cách gây án của hung thủ rất là tàn bạo. Những vụ thảm sát, axe murder khác á, là xảy ra trên những thành phố lớn, hay là nạn nhân chỉ có 1-2 người mà thôi. Cái này nó xảy ra tới 8 người mà tại một thành phố rất là yên bình, chưa bao giờ có một chuyện phạm pháp xảy ra. Mà trong một căn nhà nhỏ và là một gia đình rất có tiếng tăm, rất là tốt. Đó là lý do vì sao mà nó trở thành một trong những căn nhà rùng rợn nhất trên nước Mỹ sau này. Cái căn nhà Villisca này á, nó chưa bao giờ rời khỏi top 10 địa điểm rùng rợn của nước Mỹ nha. Mỗi năm á, thì những cái website tâm linh á, họ sẽ thay đổi vị trí xếp hạng của những nơi rùng rợn nhất trên nước Mỹ. Nhưng mà căn nhà này chưa bao giờ rời khỏi top 10. Đủ để các bạn thấy nó nổi tiếng và ghê gớm cỡ nào. Trước khi mà mình đi vào cái video á, vào câu chuyện, thì mình cũng thành thật là chia buồn cùng với các nạn nhân. Và mình hy vọng cái video này mình chia sẻ một cách trung thực nhất về cái câu chuyện lịch sử của căn nhà Villisca. Vào buổi sáng năm 1912, cô Mary Beth Camp là hàng xóm của ông Joe Moore và bà Catherine Moore, là hai vợ chồng của căn nhà này. Thường thường cô ta thấy hai vợ chồng 5 giờ sáng đã thức dậy rồi. Hai vợ chồng dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng, nói chuyện với con. Tại vì người Mỹ hồi xưa họ thức dậy rất là sớm. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì hai vợ chồng không hề xuất hiện. Khiến cho cô Mary có một cái gì đó bất an trong lòng. Vào khoảng 9 giờ sáng, cô ta không thấy bất cứ một người nào của gia đình Moore bước ra ngoài. Các bạn biết là mùa hè là không khí rất là trong lành ở bên Mỹ, rất là thoáng mát. Nhưng khi cô ta nhìn về căn nhà, cô ta thấy một cái sự lạnh lùng, một cái sự ảm đạm, kỳ lạ. Khiến nó không giống như một căn nhà bình thường. Cô ta quyết định gõ cửa, nhưng cũng không ai mở cửa. Cô ta mới tự ý mở cửa đi vào luôn. Nhưng mà cửa đã khóa trong. Cô ta mới cảm thấy lo lắng và gọi cho người anh của Joe, đó là Sam. Thì Sam Moore đến mở cửa. Khi mà anh ta chạy vào cái phòng tầng dưới á, anh ta thấy xác của hai bé gái, nhưng mà lúc này được trùm mền rồi. Anh ta rất là hoảng sợ. Anh ta chạy ra ngoài, té trên cái sân nhà, và anh ta gọi cảnh sát đến. Viên cảnh sát tên là Marshall. Ông Marshall này mới lấy hết can đảm đi lên cái chỗ mà mình đang ngồi nè, và thấy xác của 6 người, 4 đứa bé và 2 người lớn. Khi mà ông ta cởi cái tấm mền ra, ông ta phải hoảng hốt. Tại vì nhân diện của 6 nạn nhân không xác định được, vì khuôn mặt nó bấy nhầy hết rồi. Vì đây là cái vụ án
tàn độc đầu tiên nó xảy ra tại thành phố Vileska. Thành ra là mọi người dân trong địa phương đã chạy đến đây và xem hiện trường vụ án. Và cảnh sát không kiểm soát được. Phần nào nó cũng làm mất đi nhiều cái chứng cứ hiện trường quan trọng. Đây cũng là một cái sự lỏng lẻo của pháp luật Mỹ thời đó. Mất tới tổng cộng là 5 năm trời để điều tra cái vụ án này. Thì cuối cùng nó cho ra tất cả là 5 nghi phạm. Nghi phạm đầu tiên tên là George Kelly. Ông này là một giáo viên đến từ nước Anh, nhập cư sang bên nước Mỹ. Ông ta đi khắp các tiểu bang miền Tây để giảng dạy về giáo dục trẻ em, về cách cha mẹ phải bảo vệ con cái như thế nào. Nhưng mà kỳ lạ là cái ông này á, bị bệnh ấu dầm. Ông ta thích gửi thư, thích trò chuyện với những thiếu nữ từ 15 tuổi trở lên. Và ông ta đã bị phát hiện cố ý kêu các thiếu nữ này cởi đồ ra để cho mình xem. Không biết như thế nào mà ông ta vẫn giữ được cái công việc của mình. Vào tháng 6 ngày 8, tức là trước 2 ngày xảy ra cái vụ thảm sát. Ngày hôm đó, gia đình Joe Moore đã đến trường và gặp ông George Kelly. Và ông George Kelly đã giảng dạy cho tất cả các học sinh trong ngày hôm đó. Nhưng ông ta nhìn gia đình của Joe Moore rất là kỳ lạ. Một ánh mắt mà không thể nào mà giống như là dời đi được. Ông ta nhìn rất là lâu. Sau khi mà gia đình Joe Moore bỏ đi, ông ta vẫn ở đó và nhìn chăm chú gia đình này mà quên giảng dạy cho những học sinh còn lại. Tháng 6 ngày 9 năm 1912, ông ta rời khỏi thành phố này. Và tháng 6 ngày 10 năm 1912, vụ án mạng đã xảy ra. Đêm đó, gia đình của Joe Moore đi lễ. Thì họ đi vào khoảng 8 giờ rưỡi và về nhà khoảng 9 giờ 45. Khi mà họ về nhà thì họ mang theo hai vị khách là hai cô bé bạn của con mình. Và họ cho hai đứa bé này ngủ ở dưới lầu 1 là nơi cũng đã xảy ra cái vụ án mạng mà mình đã cho các bạn xem. Nếu mà chỉ nhìn chăm chăm á, vào một cái gia đình và ông ta bị bệnh ấu dâm thì điều đó không có phải khẳng định ông ta là kẻ giết người. Tuy nhiên sau khi biết được cái vụ án xảy ra vào tháng 6 ngày 11 thì ông ta gửi thư đến gia đình nạn nhân chia buồn. Ngoài ra ông ta còn muốn phụ giúp cảnh sát điều tra cái vụ án này. Hai tuần sau đó ông ta quay lại căn nhà để giúp những thám tử điều tra. Điều này khiến cảnh sát rất là nghi ngờ vì chưa thấy một người nào, một giáo viên nào mà tận tâm đến như vậy. Mặc dù ông ta chỉ gặp gia đình này chỉ có một lần thôi và giảng dạy chỉ có hai lần nhưng mà cực kỳ tận tâm. Tuy nhiên sau đó thì năm 1912 á, ông ta bị nhốt vào bệnh viện Elizabeth ở tại tiểu bang DC vì tội ấu dâm. Ông ta đã gửi nhiều bức thư khiêu dâm với các nữ giáo viên. Nhưng mà năm 1917 á, ông ta bị cảnh sát triệu tập vì nghi ngờ đã giết gia đình Joe Moore sau 5 năm điều tra. Nhưng mà sau hai lần phỏng vấn á, họ lại thả ông ta ra ngoài. Thì thứ nhất, ông này rất là nhỏ con, cao có 5 feet 2 mà thôi và khoảng 100 pound, tức là rất là nhỏ con, rất là yếu đuối. Thành ra cảnh sát tin rằng với một cái người có thể trạng như vậy, không có đủ sức để giết một gia đình 6 người mà nhẫn tâm. Mặc dù cái điều trùng hợp duy nhất là ông này nhỏ con các bạn. Ông này khá nhỏ con. Cái size của ổng rất là phù hợp để chui qua cái cửa này. Nhưng mà cái lý do chính để cảnh sát không nghĩ ông này thủ phạm á, tại vì ổng đã tự nhận mình là kẻ giết người. Lúc đầu là vì nhiệt tình quá, họ nghi ngờ ổng. Rồi sau đó ổng cũng nhiệt tình là chấp nhận cái này lỗi của mình luôn, khiến cảnh sát càng nghi ngờ. Cảnh sát nghi rằng ông này chỉ là bị tâm thần và cố ý để phá vỡ cái vụ án, để quấy nhiễu cái vụ án. Thì đúng, vài năm sau thì ông này bị phát hiện có bệnh tâm thần. Từ đó người ta không nghe về câu chuyện của gã đàn ông này nữa. Nhưng mà kỳ lạ, ông này có một người vợ. Và người vợ này lúc ẩn lúc hiện. Nghi phạm thứ hai á, tên là Andrew Sawyer. Đây là cái nghi phạm có thể gọi là duy nhất mà ít ai biết về thông tin của gã. Vào khoảng 6 giờ sáng, tháng 6 ngày 10 á, anh ta xuất hiện tại thành phố Burlington, Iowa. Đi xin việc làm tại một nhà máy làm sắt. Thì vì cần người, giám đốc Thomas đã nhận anh này vào làm. Lúc đầu á, ông giám đốc này nghĩ với cái tướng tá của
Andrew Sawyer không quá to con, không thể làm một cái việc nặng được. Nhưng anh ta đã sai lầm. Andrew Sawyer là một người có một cái sức khỏe rất là bền bỉ, rất là dẻo dai. Anh ta có thể làm việc hàng giờ mà không biết mệt, tuy anh ta không mạnh và to con như những người khác. Một điều kỳ lạ là anh ta luôn mang một cái búa bên người. Thậm chí anh ta ôm cái búa, anh ta ngủ luôn. Nhiều gã to con nói đùa với nhau, nếu mà tấn công lúc Andrew đang ngủ á, có thể chưa kịp tấn công đã ăn trọn cái búa này rồi. Đủ để thấy cái sự nhanh nhẹn, cái sự phán đoán của gã đàn ông lạ mặt này. Nhưng mà có điều gì để hắn ta trở thành một kẻ sát nhân? Sau khi biết được cái bản tin là gia đình Joe Moore bị chết vài ngày sau đó, Andrew say mê đọc cái bản tin này. Khác với George Kelly á, là một người muốn tìm, muốn điều tra, muốn tham gia, tự nhận mình là tội phạm luôn. Andrew á, đọc cái bản tin này theo cái kiểu là muốn biết được cảnh sát điều tra tới đâu, cảnh sát khoanh vùng những người nào mà cảnh sát nghi ngờ, và cảnh sát đã phát hiện những chứng cứ gì. Đó là điều mà hắn ta muốn biết. Trong một lần say rượu thì Andrew lỡ miệng nói ra mình đã ở tại Villisca ngay cái đêm gây án. Nhưng mà vì sợ người ta nghi ngờ, tại vì hắn ta là một người lạ mặt, nên hắn ta đã bỏ đi. Lúc đầu á, thì những người trong chỗ làm nghĩ là Andrew nói xạo. Nhưng mà giám đốc mới nhớ ra một điều: Andrew đã xuất hiện tại thành phố Burlington lúc 6 giờ sáng. Có khả năng là hắn ta đã gây án xong, bắt một chuyến tàu xe lửa đến Burlington. Vị giám đốc này mới gọi cho sở cảnh sát, và Andrew cũng nằm trong cái dạng tình nghi, nhưng mà chưa có khẳng định hắn ta là tội phạm. Cho đến khi con trai của giám đốc cố tình mời Andrew đi trên một cái chuyến tàu xe lửa đi ngang qua thành phố Villisca. Trong lúc say xỉn, Andrew đã chỉ cho con của giám đốc biết nếu hắn ta là thủ phạm, hắn ta sẽ tẩu thoát như thế nào. Những con đường mòn hắn sẽ đi, những cái đường bờ sông hắn ta sẽ đi. Dĩ nhiên là bây giờ Fox không thể nào mà diễn tả hết được, tại vì thành phố thay đổi rất là nhiều so với hồi xưa. Một năm sau đó thì hắn ta bị triệu tập, nhưng sau hai lần thẩm tra, hắn ta được tại ngoại. Tại vì cái thời điểm xảy ra vụ án á, thì cái cuộc tình báo lẫn các thám tử điều tra được rằng hắn ở tại một thành phố khác, hình như nó tên là Osceola, Iowa, cùng thời điểm xảy ra với vụ án luôn. Hắn ta bị bắt vì tội lang thang trong thành phố, nghi ngờ trộm cắp, được thả ra vào khoảng 12 giờ đêm. Sau đó hắn bắt một chuyến xe lửa đến một thành phố mà cảnh sát không biết được. Rồi từ cái địa điểm đó, hắn đến thành phố Burlington, Iowa. Có một cái giả thuyết xảy ra, có thể hắn ta bắt cái chuyến xe lửa đó đến thành phố này. Nhưng mà mình đã coi trên Google á, từ đó đến đây á, mất tới 4 tiếng lái xe lận. Rồi từ cái địa điểm thành phố này đến thành phố Burlington, Iowa, mất tới 3 tiếng. Thành ra rất là khó để Andrew có thể gây án, dù hắn ta nhanh nhẹn cỡ nào. Cái sự gây án của hung thủ á, rất là điềm tĩnh, rất là take time, bỏ đi rất là nhẹ nhàng. Nếu Andrew là thủ phạm thì hắn ta phải làm công việc một cách nhanh gọn lẹ. Thành ra đó cũng là lý do mà cảnh sát đã loại hắn. Và ba người cuối cùng thì mình xin gom về một câu chuyện luôn, nhưng mà chúng ta sẽ đến một cái vị trí khác để nói chuyện. Mình biết là cái video này có thể mình nói chuyện không có hay lắm, tại vì cái áp lực bởi môi trường xung quanh, mong mọi người thông cảm ha. Ba nghi phạm cuối cùng á, mình dồn vào một cái câu chuyện luôn. Người đầu tiên tên là William Manfield, người thứ hai gọi là Henry Moore, và người thứ ba là Frank John. Manfield á, là một người từng tham gia quân đội, và hắn ta đã bị bắt lại vì phạm một cái tội gì đó mà mình không có điều tra được. Sau khi mà bị xuất ngũ, hắn ta bị nghiện ma túy, đã nhiều lần Manfield muốn giết vợ và mẹ vợ của mình, lẫn con của mình luôn, nếu mình nhớ không nhầm. Nhưng mà đó chỉ là hăm dọa thôi, vì không có đưa tiền để cho hắn ta sử dụng chất ma túy. Hắn ta hăm dọa vợ con rất là nhiều lần. Cho đến một ngày, cảnh sát phát hiện ra là vợ và con của hắn, lẫn mẹ vợ của hắn, đều bị chết bởi một sát thủ dùng búa.
rất giống với lại cái vụ Velisca murder, gần như là y chang luôn, thủ pháp là y chang luôn, có điều không có tàn độc bằng, là không có lấy búa đập nát hết mặt nhưng mà dùng búa để giết người. William Manfield còn bị tình nghi gây ra hai cái vụ thảm sát bằng búa trước khi có cái vụ Velisca murder. Nhưng mà nếu mà có dịp á, thì mình sẽ nói hai cái vụ đó sau. Thời đó á, cảnh sát á, chưa có thông minh và nhạy bén như bây giờ, lẫn hung thủ cũng không có khôn lanh như bây giờ, thành ra là điều tra rất là khó khăn. Nhưng mà hung thủ đã biết cách mang găng tay để giết người, sau đó dùng khăn để lau hết tất cả các dấu vân tay trên nhà luôn, hoặc là những nơi mà mình đụng đến. Viên cảnh sát á, tên là James Newton, nghi ngờ rằng chỉ có William Manfield mới làm được cái điều này. Tại vì hắn ta từng bị bắt, từng tham gia vô quân đội, thành ra cái dấu vân tay của hắn ta sẽ có trong cái sở cảnh sát, sẽ có trong cái tài liệu của chính phủ. Thành ra hắn ta khôn khéo giết người và chùi hết các dấu tay. Cộng với cái việc là hăm dọa giết vợ mình rất là nhiều lần, và hắn ta đã từng đánh đập vợ con của mình, mẹ vợ của mình. Và trùng hợp là mẹ vợ của hắn và vợ của hắn đều bị chết bằng búa, khiến cho William Manfield thành tình nghi số 1. Và có một người đàn ông chủ nhà hàng cách thành phố này khoảng 20 phút lái xe, tên là Thor, đã thấy William Manfield có mặt tại trạm ga xe lửa vào 6 giờ sáng, 3 tiếng trước khi cảnh sát phát hiện ra cái vụ thảm sát. Có một cục tình báo cho biết cái thời điểm xảy ra cái vụ giết người á, lúc đó là William Manfield đang ở tại tiểu bang Illinois. Thành ra hắn ta không thể nào mà giết người được, khác với những tình nghi khác thì sau khi được ân xá thì vội vàng bỏ đi. Nhưng mà William Manfield á, rất là bản lĩnh. Hắn ta kiện ngược lại cảnh sát và giành được $2,500 vì bị mất nhân phẩm. Người đàn ông thứ hai á, tên là Henry Moore. Có thể nói Henry Moore là sự kết hợp giữa George Kelly và Manfield. Henry Moore cũng bị ấu dâm luôn. Hắn ta đã quan hệ với một cô gái 15 tuổi và có con với cô gái này, sau đó đi tán tỉnh một cô gái khác mới có 16 tuổi thôi, nhưng mà bị từ chối. Tại cô gái này nói là Henry Moore không có tương lai. Mà lúc này là William Moore cũng khoảng 37 tuổi rồi các bạn, rất là già rồi mà còn thích gái trẻ 16 tuổi, chưa tới 18 tuổi nữa. Để khẳng định với người yêu của mình rằng là mình là một người có tương lai, Henry Moore đã về nhà và giết mẹ của mình cũng như giết luôn bà ngoại của mình bằng búa. Đây là một cái vụ án có thiệt nha, đã bị bắt các bạn nha. Cái này không phải là tình nghi nữa như Manfield, mà là bị bắt luôn, có thiệt luôn. Sau khi mà giết mẹ và bà ngoại xong á, thì Henry Moore thuê một khách sạn và ở trong đó. Sáng hôm sau quay về nhà, giả bộ như là mình mới thấy xác của mẹ và bà ngoại của mình vậy đó. Nhưng mà cảnh sát đã điều tra được là hắn ta ở khách sạn nào và tìm thấy một cái búa cũng như là một bộ quần áo đầy máu. Lúc này Henry Moore không thể chối cãi được, hắn ta bị ở tù là lifetime luôn, tức là tù vĩnh viễn luôn đó. Nhưng mà hắn ta cải tạo tốt và được tại ngoại năm 75 tuổi và chết lúc 84 tuổi. Vì cái sự giả mang đó, nhiều thám tử cảnh sát đã nghi ngờ rằng Henry Moore có liên quan đến cái vụ án Velisca murder, cũng như liên quan đến hai vụ án giống như William Manfield đã bị nghi ngờ. Đó là một vụ án xảy ra tại tiểu bang Kansas và một vụ án xảy ra tại tiểu bang Colorado. Thì Henry Moore và William Manfield đều bị tình nghi đã gây ra hai vụ án này. Nhưng mà khác với lại William Manfield á, là được thắng 2,500. Henry Moore bị kết tội vì giết mẹ và bà ngoại của mình. Tại sao mình lại mang hai người này vào câu chuyện? Tại vì nó liên quan đến một người đàn ông tên là Frank John. Frank John có thể gọi là người già nhất trong bốn nghi phạm. Ông ta lại là một thượng nghị sĩ và là một người thầy, một người bạn của Charles Moore. Lúc mà Charles Moore mới lập nghiệp á, thì làm cho Frank John. Frank John đã chỉ hết những gì mình biết cho Joe Moore về cách thức kinh doanh, về cuộc sống, về làm người. Sau khi mà được một chút thành tựu rồi thì Joe Moore mở một công ty riêng. Theo mình nghĩ đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà điều này làm cho Frank John trở nên tức, tại vì khách hàng của Frank John từ từ á, theo Joe Moore hết luôn. Có một cái tích á, nói rằng á, là khi mà hai người này gặp nhau á, đối diện á, không thèm nhìn mặt nhau luôn. Và có một cái tin đồn lọt ra ngoài là Joe Moore đã ngủ với con dâu của Frank John.
Điều này làm cho Frank John rất là mất mặt vì ông ta là một thượng nghị sĩ, ông ta có nhà băng ở đây nè, ông ta là một người có thế lực nhưng lại bị học trò của mình bỏ đi, mở một công ty khác, lấy hết khách của mình luôn, rồi ngủ với con dâu của mình, làm cho Frank John rất là tức tối. Kỳ lạ, sau khi biết được Joe Moore chết, cùng ngày thì Frank John đã đến và bắt tay Sam Moore, là anh của Joe Moore. Và ông ta đã bỏ ra rất là nhiều tiền để giúp cho gia đình Moore tìm được thủ phạm, cũng như đi khuyên góp luôn một cái số tiền thưởng để cho kẻ nào bắt được thủ phạm, ai là người giết gia đình của Joe Moore. Thậm chí ông ta còn chi ra một số tiền không nhỏ để thuê chó nghiệp vụ đánh hơi tìm thủ phạm, tìm vật chứng trong căn nhà này. Các bạn biết hồi xưa, cái thời năm 1900 mấy, thuê chó nghiệp vụ rất là mắc tiền, nhưng mà ông ta sẵn sàng làm như vậy luôn. Điều này làm cho người dân xung quanh nghi ngờ liệu Frank John tốt thật hay là đạo đức giả, hay là che mắt vì ông ta là người có liên quan đến cái chết của gia đình Joe Moore. Chính ông cảnh sát James Newton là người đã nghi Henry Moore và William Fenn Manfield giết gia đình nhà Moore, đã nghĩ ra Frank John đã thuê một trong hai người này, hoặc là thuê cả hai người luôn, để kết liễu gia đình của Joe Moore. Nhưng mà cái thời điểm mà hai gã này bị tình nghi thì cũng trùng lúc với cái thời điểm mà George Kelly bị bắt là năm 1917, cái ông mà nhỏ con biến thái hồi nãy khiến cho cái cuộc điều tra trở nên rối loạn. James đã nghĩ rằng bàn tay của Frank John đã đụng vào trong lúc điều tra, khiến cuộc điều tra nó trở nên phức tạp và chứng cứ nó đã bị hủy hoại rất là nhiều. Nói gì thì nói thì tất cả những nhân vật này cũng đều là nghi phạm mà thôi. Không có ai được kết luận là thủ phạm thực sự. Và cái vụ án này nó trở thành một vụ án không thể nào tìm ra được thủ phạm. Theo cá nhân của mình nghĩ thì mình đọc trên rất là nhiều diễn đàn online, quả thật năm người này là năm người bị nghi nhiều nhất, hoàn toàn chính xác. Nhưng mình luôn tự hỏi một câu: khi mà anh của Joe mở chìa khóa vào được nhà thì chứng tỏ là không phải duy nhất một mình chủ nhà có chìa khóa, mà có thể là có một số người khác có chìa khóa. Thì như vậy liệu hung thủ có xuất hiện trên cái gác hay không? Hay là hung thủ đã xuất hiện bằng cửa chính? Nhưng chúng ta không biết, tại vì hung thủ gây án quá nhanh, quá lẹ, quá nguy hiểm. Thành ra cái nghi án là xuất hiện trên tầng gác chỉ là do cảnh sát tự đặt ra mà thôi. Hoặc là nhiều khi nó đã bị ảnh hưởng bởi nhiều thế lực đen khác để làm cho cái vụ án này không có sáng tỏ được. Có thể hung thủ vào cửa chính thì sao? Có một nghi án khác nữa, đó là người em rể của Joe Moore rất là ghét cái ông này. Mình không muốn đụng đến cái sự đau thương của chủ nhà, tại vì mình đang ở trong căn nhà của họ và mình cảm thấy có một cái tâm linh gì đó rất là ghê gớm trong đây. Mình không muốn nói gì sai cả, nhưng theo mình cảm thấy có lẽ như Joe Moore không được lòng với mọi người xung quanh. Có thể là bên ngoài anh ta được lòng với những người bạn, những người hàng xóm, nhưng mà thực sự anh ta có rất là nhiều kẻ thù xung quanh mà không biết được. Và cá nhân của mình nghĩ người giết gia đình Joe Moore phải là người trong thành phố. Nếu mà Frank John là thủ phạm chính thì có thể ông ta dùng tiền bạc để điều khiển Kelly và Andrew Sawyer làm sao lãng những viên cảnh sát đang điều tra. Có thể thủ phạm là Manfield hay thủ phạm là Henry Moore, nhưng mà Kelly với lại Andrew Sawyer đã lạc hướng điều tra của cảnh sát vì hai tên này có nhiều cái hành động giống với thủ phạm, không biết là vô tình hay là cố ý. Nhưng mà chúng ta biết George Kelly cố ý nhận tội. Tại vì mình quên kể các bạn một chi tiết này: George Kelly nhận tội mình giết gia đình Joe Moore, và ông ta còn nói một câu rằng Chúa Thượng Đế kêu ông ta làm như vậy. Cũng có thể là những người này đều liên quan đến vụ án và mỗi người có một cái vai trò riêng. Dù gì đi chăng nữa thì Forbes không phải là thám tử, cũng không có thể quay ngược thời gian để điều tra cái vụ án được. Mãi mãi đây sẽ là một câu chuyện chấn động của lịch sử nước Mỹ về một vụ án thảm sát 8 người. Những cái này các bạn nha, là không phải thuộc về chủ nhà đâu, mà là những người họ đi tham quan họ đi với nhóm của họ, rồi họ
để lại như một cái lưu niệm gì đó về cái sự mất mát của những đứa bé. Người đã bị thảm sát các bạn. Hai cô con gái của chủ nhà. À, cha mẹ của hai đứa bé trong căn phòng này. Hai đứa bé này á, là bạn của con chủ nhà. Thì sau khi mà biết được con gái của mình bị chết như vậy á, cha mẹ của hai đứa bé dọn về một miền quê ở và họ không có muốn tiếp xúc với người ngoài nữa. Thỉnh thoảng thì họ vẫn ngồi khóc vì nhớ hai đứa con gái của mình. Họ nói rằng hai đứa con gái của họ là hai cô công chúa đẹp nhất mà họ từng thấy trên cõi đời. Thực sự câu chuyện này nó cũng rất là cảm động các bạn. Những đứa bé là vô tội và thủ phạm thật sự rất là ác độc. Khi đã giết người lớn rồi còn giết luôn 6 đứa bé. Tàn độc thiệt. Qua cái này á, chúng ta học được một điều các bạn ha. Những gì mà người lớn mình làm á, xin lỗi chủ nhà luôn, những gì mà người lớn mình làm á, mình sẽ trả hậu quả. Và cái hậu quả mình sẽ trả đôi khi mình không biết. Có thể là chủ nhà nó vô tình gây hấn với một ai đó và ông ta đã bị chết mà không biết. Mà cái chết của ông ta còn gây ra cái chết cho 6 đứa bé này nữa. Mình nghi ngờ rằng là sau khi mà giết chủ nhà đó thì 6 đứa bé đã thức dậy. Tại vì mình càng suy nghĩ mình càng thấy cái vụ án này cực kỳ mâu thuẫn. Maybe là thủ phạm đã đánh thuốc mê chủ nhà trong thức ăn của họ và trốn trên gác. Hoặc là thủ phạm đi từ cửa trước vào giữa đêm. Nhưng mà qua cái căn nhà này chúng ta học được một điều. Người lớn làm những cái gì sai, có thể là chúng ta sẽ trả giá. Con cháu của chúng ta lẫn những người không liên quan sẽ trả giá luôn. Mà chúng ta không biết được. Đây nè, như vậy luôn. Cũng là cái tấm khăn để che cái gương. Theo mình nhớ là cái búa được đặt tại vị trí này nè. Và hai bao thịt xông khói đặt kế cái búa luôn. Không biết vì sao như vậy hết. Có nhiều người nói rằng là hung thủ bị ấu dâm thì nhìn thấy xác của hai cô bé, sau đó quan hệ với lại cái thịt xông khói. Nhưng mà đó chỉ là người ta nói như vậy thôi, chứ không có ai kiểm chứng cả. Rất tội nghiệp các bạn nha. Nãy giờ quên nè. Có đây. Con của chủ nhà nè. Đây, 4 đứa bé. 7 tuổi, 5 tuổi, 11 tuổi và 10 tuổi. Mình nói sai các bạn nha, 10 và 11 tuổi. Hồi nãy mình nói là 4 đứa bé đều dưới 10 tuổi hết, mình đã sai. Thật sự mà nói, tinh thần của mình á, vào cái chỗ này rất là yếu, rất là giảm bớt cái tự tin để tường thuật cái câu chuyện rõ ràng nhất. Đây là những cái đồ vật của những cái người mà tham quan đó. Họ tặng lại, coi như là tưởng niệm cái sự mất mát của 4 cô bé. Mà nơi đây là nơi mà người ta nghi rằng hung thủ xuất hiện. Cái này cũng là chỉ là dự đoán mà thôi. Không ai biết chính xác cả. Hoặc cũng có thể là họ đã cố ý nói như vậy để đánh lạc hướng điều tra. Thì mình đã nói rồi. Mình nghi ngờ là có một cái thế lực đen đã cản trở cái vụ điều tra của gia đình Moore. Giết để trả thù chứ không phải cướp tài sản. Tại vì không có bất cứ một tài sản nào bị đánh cắp. Thank you.
Căn nhà này nhìn lạnh lùng dã man luôn. Ở bên ngoài nhìn vào á, nó ghê lắm, nó thiệt luôn á. Tuy là nó đang nằm trong cái khu dân cư nha, mình phần nào đã hiểu được cảm giác của bà hàng xóm năm xưa rồi. Theo cá nhân của mình nghĩ á, là hung thủ á, che những cái tấm gương á, có thể là do hắn ta không muốn thấy cái việc làm đẫm máu của mình. Có lẽ bình thường hắn ta là một người rất là đỉnh đạt, rất là đàng hoàng, thành ra hắn ta không muốn thấy cái nhân diện của mình như vậy. Hoặc là hắn ta thuê một sát thủ làm điều đó cho mình, rồi vào căn nhà để kiểm tra trước khi mà đưa tiền, bắt buộc là phải che những cái tấm gương để không muốn thấy cái nhân diện của mình. Có một số người nói rằng á, cái vụ án này á, phải là trên một người, phải là 2-3 người tham gia nếu mới nhanh nhẹn như vậy được. Nếu mình nói như vậy chẳng khác nào mình nói Frank John là kẻ giết người. Mình không biết nữa, mình cũng không có ý đó. Thực sự rất là khó các bạn để phân tích cái tâm lý của tội phạm. Tại vì mình có đọc trên một cái tài liệu online, những người mà không thích nhìn hình ảnh của mình trên gương vì họ cảm thấy xấu hổ vì những cái việc làm của mình. Hoặc maybe George Kelly cũng có thể là kẻ đã giết người, từ vì bình thường gã ta là một giáo viên chứ không phải là một kẻ giết người. Và sau khi hắn ta đã giết được 6 người trong gia đình, giết được 8 người trong gia đình của Joe Moore, thì hắn ta bắt đầu ấu dâm với những bé gái. Đó là cũng là lý do mà hắn ta che những cái tấm gương lại. Không biết các bạn, nếu mà Forbes đi vòng vòng tới sáng cũng không biết câu trả lời luôn.